tổ chức từ thiện công giáo hỗ trợ người di cư sau thảm họa Texas. Sau khi các nhà chức trách ở San Antonio tìm thấy 51 người di cư chết bên trong một chiếc xe đầu kéo, các tình nguyện viên từ tổ chức từ thiện công giáo địa phương đã liên hệ với những người sống sót và gia đình của họ để đề nghị giúp đỡ. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tổ điều hành của tổ chức từ thiện công giáo Anthony Fernandez nói với Reuters rằng tổ chức được thành phố San Antonio kêu gọi. Năm năm trước, khi một thảm kịch tương tự dẫn đến nhà ở. Sau phát hiện hôm thứ hai, các nhà chức trách địa phương thấy dấu hiệu của điều hòa hoạt động bên trong xe tải. Đây được xem là vụ buôn lậu người đẫm máu nhất trong lịch sử của bang Texas. Nghệ sĩ người Libya cùng lúc vẽ bằng tay và chân.